Đức Anh xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có nhận được của khách một cái máy pin Hitachi này. Đây là Hitachi của Trung Quốc mọi người nhé. Đây này, đầu vừa cắm được mũi vít vừa cắm được khẩu này. Đó. Con này mình không biết chính xác là người ta mua bao tiền. Nhưng mà khách mang về đây bảo là không chạy được nhé. Thì sẵn đây mình cũng kiểm tra. Thì chia sẻ với mọi người luôn nhé. Đây mình đang dùng cái đồng hồ, mình đo thẳng vào cái đầu ra xem nó được bao nhiêu vô. Đây nha mọi người nha, mình đang để nấc một chiều. Mười tám vôn hai, đồng hồ đang là 19 vôn, 20 vôn, sợ chạy nạ này nhỉ, chết mạch à. Đó, chính xác của nó được có 14 vôn, pin chết rồi. Cái này của người ta cũng vừa mới mua mọi người nhé. Đó, máy rẻ thì kèm theo là pin, nó cũng là pin rẻ thôi nhỉ. Đó, chính xác nó được có 14 vôn thôi, chết pin rồi. Cái này là của nó là 18 vôn mọi người nhé. Đây là pin 18 vôn, nhưng mà đo chuẩn lúc áp cao thì nó được khoảng 20 đến 21 vôn mọi người nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra xem là nó chết ở cặp pin nào nhé. Ra khoa chân ốc đó, chân ra khoa mình kiếm cái ra khoa. Kiểm tra luôn. Đây mạch đây. Bây giờ mình đo xem có phải là chết pin hay chết mạch nhé. Kiểm tra. Thử kiểm tra qua xem đây. Đây nhá. Đây là những cái cọc nó đấu nối tiếp ấy, ra đây. Đây là những cái chân. Đây từ đây là 0 này. Trong 3 vôn 7 này. Đấy, nó cứ dịch lần dần lên các cái chân này để là khi mà sạc ấy, cái mạch sạc này mày gọi để nó cân áp từng cặp một mọi người nhé. Đó, sạc cân áp từng cặp một này. Đây gọi là mạch sạc cân bằng treo mọi người nhé. Đó, đây là âm này, xong đây là 0 vôn nhé. Thường người ta sẽ đến đây, từ đây là 0 vôn này, 3 vôn 7 này, 0 vôn thường 3 vôn 7, trong cái 7 vôn 2, trong cái 8 vôn 4. Đấy, nó cứ đọc dần lên như vậy. 1 2 3 4, đây gọi là pin 5S mọi người nhé. 5S là 18 vôn này, 4 vôn này, lên tới đây này 8 vôn này. Đó, tới đây là 8 vôn này, tới đây là 3S này, pin chết có chết không. Đó, 12 vôn chuẩn, đây là 14 vôn này, nó sẽ được 16 vôn chuẩn. Thế mà đo đây 15 vôn, chết cặp này. Đó, cặp này khả năng bị chết. Đó, mọi người chưa? Đấy, chết một cặp. Đây, đo thằng đây xem. Toàn 3V99 được 4V rồi. Mình đo từng cặp một nhé. Đó, mọi người muốn xác định được thì mọi người phải đo từng cặp một này. Đây, mình sẽ đo cho mọi người thấy rồi. Đó, 4V, tiếp tục lên tới đây 4V, nói chung là cái mạch này cân bằng xeo tốt đấy. Cái chân này. Đó, 4V. Xong tiếp tục lên đây 3V99 chuẩn. Bị chết hết một cặp rồi. Ra ngoài nhá. 3499 đây này. Cặp này bị chết rồi mọi người nhá. Đó, bây giờ mình sẽ đo từ đây đến đây này, từ chân 0 đến chân này này. Nó sẽ được 14 V thôi. Đấy, 14 V thì nó sẽ là 16 V, tại vì pin sạc áp cao nó được 4 V đến 4 V 2 mà. Trên 4 V là 16 rồi. Đấy. Chết cặp này rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nhá. Đây cho mọi người xem. Cho nên mọi người mua máy tàu thì nó cũng hên xui được cái khoản pin này lắm mọi người nhá. Đó. Tất nhiên xui ở khoản pin này thì máy trả tiền thì tất nhiên là pin nó sẽ trả tiền rồi, chứ không bao giờ có cái pin đắt tiền ở đâu ra cả. Đó, bây giờ mình đã chuẩn đoán là chết cặp này. Bây giờ mình sẽ bóc thử ra nhé, bóc cặp này ra.
Thế mọi người cứ bảo là tại sao pin nó đắt, đúng không? Pin nó đắt còn nhiều yếu tố lắm mọi người. Cái chất lượng pin nó khác, pin pin này cỡ 15 đến 20 nghìn một cell là cao rồi. Pin xịn nó 6-70 nghìn một cell. Thế nó lên được những quả pin cả triệu bạc mọi người nhé. Không đơn giản đâu. Pin mà pin xịn chính hãng của Makita nó lên tới pin 6A nó lên tới 1.650.000 một cục như này mọi người nhé. Quên, đây mình sẽ lấy một cái cục pin Makita của mình thử vào đây xem nhé. Đây, lấy cục pin Makita. Pin này là mình mua pin bãi nhé. Test cho mọi người thử xem tại nhé. Đây mọi người nhé. Đó, mọi người thấy máy chạy bình thường chưa? Còn do pin nhé. Pin này là chết rồi, không phải nói rồi. À. Đây, cũng có chế độ, có mỗi hai chế độ thôi. Cái đèn này là gọi là đèn báo cho nó đẹp thôi. Đó, một chế độ là bấm nó chạy luôn, một chế độ là bấm chạy ngắt này. Đó, hai chế độ. Đó. Tức là máy rất là bình thường. Pin đã chết một cặp. Pin trên cặp này rồi, giờ mình sẽ bóc ra. Cái này bóc pin này thì có đây. Phải cắt cái này đúng không? Mạch này đang hàn ở trên. Đang mắc trên boy rồi, cậy ra một cái touch. Rồi mình cố gắng mình cậy lựa để rút được cặp này thôi. Cái này mọi người có thể khắc phục được là thay mỗi cặp pin này thôi nhé. Thay mỗi một cặp thôi là sẽ được. Nghe cũng khó khăn rồi. Được. Bóc luôn ra. Tháo ốc đây. Này thôi mình sẽ cắt luôn ra để bóc ra thôi chứ. Mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra để nối pin ra cho nó dễ. Chứ bây giờ lại phải nhổ hết cái phần này ra mọi người ạ. Nó liền mà. Khi người ta xếp pin vào người ta đóng ở cái phần này rồi thì lại phải nhổ hết ra. Thì bây giờ mình không muốn nhổ thì bây giờ mình phải cắt cái phần này ra thôi. Đó, đây thì vừa đổ ra xong mọi người nhé. Đó, một cặp. Đây mình đo luôn cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Cái này nó được có 0.2V thôi, như này nó chỉ được xem nào. Đúng rồi, đây nó là 0.2V rồi. Cái này không có vôn. Đồng hồ này rất lung tung. Đây mọi người nhá. Pin chết hẳn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hai cục pin cũ ra. Mình chỉ thay vào thôi, vẫn để khắc phục thôi nhá. Ok mọi người nhá, bây giờ mình vừa xong mình đã chuẩn bị hai viên pin nhé. Đó thì cái này là cứ bên nam bên dương thôi. Thì bên này sẽ là dương này, mọi người. Thì nó cứ đảo lộn nhau mà, rồi đấu lối tiếp tính cặp một. Chứ mà song song nhé, chứ mà đấu song song nhé, đây là đấu lối tiếp. Đó. Khắc phục thì mình chỉ có thay cặp pin chết mọi người nhé. Còn các cặp khác còn sống thì để nguyên. Đó. Mình chỉ thay riêng một cặp chết này thôi. Đó, ok nhá. Giờ mình sẽ hàn kẽm vào thôi. Bây giờ mình sẽ hàn kẽm vào nhé. Đây là chỉ là khắc phục tạm thôi mọi người nhé. Mình chạy khá là ok. Còn thực tế ra chuẩn ra thì vẫn phải nên thay cấp. Cái này mình thay luôn nhé. Mình lấy loại chấm khác. Mình làm xong mình sẽ test thử luôn cho mọi người. Mình sẽ lấy máy mình test thử.
sẽ bắt đầu rồi. Rẻ kia này mình cầm thấy nó cũng rất là nhẹ. Ok rồi đấy, bây giờ mình sẽ đo lại cho mọi người xem nhé. Đây mình sẽ đo lại luôn cho mọi người xem nhé. Đấy, đo trực tiếp ở hai cái chân da luôn nhé, cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người chưa, nó được 20 V. Đó. Đây, mình sẽ đo không qua mạch này. Đó, nó vẫn được 20 V mọi người nhá. Như vậy là khá là ok rồi. Đó. Thì tốt. Bây giờ mình nắp vào nhá, mình sẽ nắp vào máy test thử nhá. Máy tàu vừa xong thì người ta cũng mang về rồi, tại vì nhà người ta còn cục pin nữa người ta xài, mình mang về người ta xài tạm rồi, vừa có để cho mình sửa. Bây giờ mình sẽ lắp vào cái máy Makita của mình nhé. Con này là mạch không được, có cái này máy của mình, máy ba chân mọi người ạ. Cái này phải chập chân là mới chạy được, mình không nhớ lắm, hình như chập hai chân này rồi. Đây là pin này, nó hai chân, người ta hình như chập hai chân này rồi. Nguyễn Trang để mình chập thử xem. Đó, mọi người máy chạy chưa? Đây là đang ở chế độ thường. Đó. Đây nhá, mình đã chập chân. Chặt thế. Mọi người nhìn cái dây đồng chập bằng nhau không? Đó, chập chân là chỉ thì cái máy Makita chính hãng nó sẽ là ba chân. Mọi người thấy không? Đó, ba chân. Đây là chân này, nó là chân kích mà. Chân thứ ba nó là chân kích. Đó, thì cái này mình phải chập vào. Bình thường cái này nó chân này không có điện. Nhưng mà chân pin kia của chính hãng thì nó sẽ có đường kích nhé. Đó, mọi người chưa? Ok nhá, pin tàu vẫn chạy được nhá. Pin tàu vẫn chạy được. Đây gọi là mình chỉ đấy, tạm thời thôi nhá. Đó, pin tàu vẫn chạy bình thường. Cái pin tàu này nó là chân mạch sạc adapter nhá. Đó. Mạch sạc adapter giờ nó sẽ không chạy được. Đây, mình bỏ ra nhá. Đường sẽ không chạy này. Đó, chỉ thấy máy nó có nhích nhích, có nghe tiếng động động một chút thôi. Ok mọi người nhé, thì hôm nay thì mình chia sẻ đến đây thì cũng không còn gì để chia sẻ cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, mình đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Bách. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào mọi người.